lời đầu tiên thay mặt cho những người tổ chức chương trình sự kiện, đỡ lời cho họ gia đình nhà trai chúng tôi, đỡ lời cho cô dâu và gia đình Dương và thành viên. Trên thực tế toàn thể quý vị trong thôn trường cưới ngày hôm nay, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Dạ vâng, thưa thầy quý vị, hồi hôn thân mến, hôn nhân là lời cam kết cao nhất trong cốc vực của tình yêu. Khi ta nhận ra rằng ta muốn trao gửi những gì tốt đẹp nhất, thiêng liêng nhất cho một nửa trái tim còn lại, tới lúc chúng ta nên sánh vai cùng nhau trên lễ đường của hạnh phúc vĩnh cửu, đúng không ạ? Và ngày hôm nay là ngày thật đẹp, tháng thật lành, được biết họ nhà trai ông Lò Văn Phương và bà Tòng Thị Phẹp tổ chức buổi hôn lễ cho hai con trẻ của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trong giây phút trang trọng đầy ý nghĩa này đây, ban tổ chức tôi không cho quý vị chờ lâu thêm một phút giây nữa. Xin mời thầy quý vị chúng ta hãy hướng ánh mắt mình về phía cổng hoa và nổ một tràng pháo tay thật lớn thật dài để chào đón chú rể Thiên Dương, cô dâu Ngọc Ánh. Xin mời hai em hãy tay trong tay bước lên đế đài để ra mắt diện kiến thầy quý vị. Vâng, xin mời. Họ đã cùng xây trong tay với cơ hội hoàn toàn của cuộc sống. Những bước đi đau đời của họ thật là vững chãi, bởi họ thấu hiểu được rằng tình yêu luôn có một sức mạnh dự kỳ tạo nên những lớp màu có thật trên khói nơi đây. Và một lần tôi đề quý chúng ta dành một tràng vào tay tất nhiên để chào đón đôi đứa của chúng ta đi đâu. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ vâng, thưa thầy quý vị hơn thân mến, như nhà Phật đã nói, đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tuần tào sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Những ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại của hai em trong buổi trưa ngày hôm nay đây cũng không thể thiếu được những bậc thân sinh phụ mẫu, đó là những người sinh ra cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, đúng không ạ? Ngay sau đây, thành viên trân trọng kính mời và giới thiệu bên phía chủ hôn họ nhà trai. Xin mời ông Lò Văn Phương và bà Tòng Thị Phẹp là thân sinh phụ mẫu của chú rể Thiên Dương. Xin mời hai bác cùng nhau bước lên sân khấu để ra mắt diện kiến toàn thể quý vị. Vâng, trân trọng kính mời. Thân phụ mẫu đến từ diện của họ gia đình nhà trai chúng tôi, đó là ông Lò Văn Phương và bà Tòng Thị Phẹp được trở về sân khấu ngày nay để được ra mắt với toàn thể quý vị. Và kết nối tình thông xa giữa họ gia đình nhà trai chúng tôi, đó chính là sự diện của họ gia đình nhà gái. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Quang Văn Hùng và bà Tòng Thị Hồng hãy cùng tay trong tay trở về sân khấu ngày nay để được ra mắt với toàn thể quý vị trong hôn trường giấy ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, thưa tất cả quý vị, và ngay lúc này đầu chính là sự diện của họ phái đoàn gia đình nhà gái cho tất cả quý vị. Chúng ta nổ một tràng pháo tay để chào đón sự diện của bên họ gia đình nhà gái của chúng ta được không nào? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị hồi hôn thân mến, trong giây phút nhà gái mừng vui đón rể thảo, nhà trai hớn hở đón dâu hiền, anh về làm rể, em về làm dâu, đôi ta xây đắp nhịp cầu tương lai, đôi bên cha mẹ sum vầy. Dưới đây mọi nhân vật quan trọng của chúng ta đã có mặt đầy đủ trên lễ đài. Để đáp lại tấm chân tình đến quý vị quan khách khách quý cũng như họ hàng cô bác gần xa ba bề bốn bên, ngay sau đây xin mời cô dâu chú rể và hai bên gia đình hãy cúi chào một cái thật sâu diện kiến toàn thể quý vị. Vâng, xin mời một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trong trường cưới ngày hôm nay trân trọng và mến, và ngay lúc này đây mời nhân vật quan trọng đó các sự diện của họ gia đình nhà trai chúng tôi, cũng như họ gia đình nhà gái và cùng hai nhân vật chính dạng người nhất tuyệt vời nhất trong hôn trường cưới ngày hôm nay, đó là chú rể Thiên Dương và cô dâu Ngọc Ánh đã có mặt tại sân khấu ngày hôm nay để được ra mắt với toàn thể quý vị. Và ngay sau đây không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, giờ vàng phút ngọc xây kim cương đá điểm, giờ lành đã tới. Thay mặt cho ban tổ chức họ gia đình nhà trai cho tôi, Đình Dương và thành viên xin được phép tuyên bố buổi mừng lễ thành hôn của chú rể Thiên Dương, Sánh Huyền cùng cô dâu Ngọc Ánh xin phép được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn thật dài để chúc mừng cho đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi đi đâu. Dạ vâng, thưa toàn thể hội hôn thân mến, xuân về cho chúc thêm xanh, cho mai đập chúc cho anh gặp nàng, xuân về vui xóm vui làng, cho độ trẻ thắm tình duyên đôi, gặp xuân ta giữ xuân chơi, câu thơ chén rượu là nơi đi về, mùa xuân là mùa của tình yêu, mùa xuân là mùa của mọi điều ước mơ, mùa xuân anh đợi em chờ, mùa xuân hẹn bây giờ là đây, quả cao xanh miếng trào vàng, anh ngồi quả thóc cho nàng quay tơ, tình yêu của đôi trẻ đẹp như là ánh trăng rằm, nhưng chợt nhớ công cha thì như núi Thái Sơn, và nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thương mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu thì mới là đọ con, cha già ôm lấy mang non, nơi con con lớn nay mới vuông tròn là đây. Sinh con ra, nuôi con lớn, nay tới con ngày trưởng thành, đi xây dựng đời sống mới. Trước sự chứng kiến đông đủ toàn thể quý vị con khách khách quý, chắc chắn rằng bên họ nhà trai cũng như họ gái, nhà gái chúng ta cũng sẽ có những lời phát biểu để cảm ơn cảm tạ sâu sắc tới toàn thể quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc mừng cho hai con trẻ của mình, đúng không ạ? Xin trọng kính mời. Dạ, con đàn mê. Rất là gia đình, sống gia đình chúc hỏi em đi cả mưu muôn lắm.
lắp xong cái đuôi. Trên cờ có như ý kiến đại cô đại mê, mà cũng đại gia đại tà đại nay. Và đúng là nà nà, đúng là chú chủ chú con. Tại năm nữa sửa đi mà, chân tòm hòm muôn, bắt đầu phán làm. Chúc khỏe của những người quan thì nhìn chưa? Và sao chúc bà lại cô lại mê. Là mà, hôn mà hòm, mà đúng được làm. Cả ta sợ mai mấy, thì sẽ đừng xuống tàu qua. Cả ta bà trai được cô lại mê, bàn ngay. Cả ta làm thì tài con. Và kể khó khăn ấy, sống mắt là dịch lá ấy. Và biết cái thời gian tổ chức là xong luôn. Chân lý, áp bí lý. Cả hà này mới đi bên chân, mới sắn bên chấp, bên chân bên mã. Phải gặp bay, coi đua tẩu. Chúng ta thay ngay cả nơi hạt ngang bay. Tất cả cây vấn hồi trời tấn tâm lên thần khẩu. Và đua tẩu mát dịch mát kín. Cái đứa em dân cả của ba. Đã trả lá tập thể chúc khỏe. Cả cuốn kém công ha, cắn pháp luôn nó. Cả chẳng để biếu cáo đúng ơi. Dạ, thay nâu. Cá phú ca ra, cá tà ca ngay. Cá bả cá đúng là na na cô làm cho phụ chú con tay năm nữa sửa đi nó sẽ tô xe máy tay tăng hòm màu đen tính giáo thì cả bác nhầm sáng các bạn các bạn sở với cô mê với ải lên coi tính coi muôn và nằm vào sau người nằm vào sau đây cực vô để đu người đàn vô đu sáu lán các bạn tăng sống ma đi cấu cả chiếc mết đi mãi mãi hót xong gia đình chúc khỏe cả sở chúc ở đây cô lại mê lời ta đây nay bà đúng áo an an na đu lán cho phủ cho con hóa bình đi tìm mãi phải thẩu ấy coi thẩu coi té coi mảnh coi dưng vô đu sáu lán phải dây đài hay na nó phun mặt má anh tánh sang nó hả hóa bình đi tìm mãi cả má to phẩm như là kim tím kém phải ghế phải lai nhân má tính non tính con cho má cả xem đu lán tê bia bảo cảm nhau đu lán đáng ép hót ép hót mới nào phải tiến bố bên quán tên chức của ba xa má cả bố đu lốt lán bố mê bia ta bia thái cả chi thái sống thái đồng nhân tiến đẩy phải lai nhân ta cố có bài sư mã ta mã nó tên hơn bia dễ nâu nâng chơi được phải giữ má giang cứ đầu hôn mũ tao thú hôn tan và bia dễ nâu mà tức chưa tấu chưa lắng bên chiếm tìm mãi tên tuổi lại cô lại mê lại ta ngày nay lại cứ lại ra như làm cho phủ cho con nó bị tìm mãi và cả án thân lên cái tìm mãi phát ra nữa lại nó con mẹ nữa nó dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi chúng ta được nghe những lời phát biểu chân tình nhất đến từ họ đại diện gia đình nhà trai chúng tôi. Đặc biệt là lời phát biểu gửi tới toàn thể quý vị chân thành cảm ơn sâu sắc đến với toàn thể quý vị đã dành thời gian đến để chúc mừng chương trình hạnh phúc hai con hai cháu của họ gia đình nhà trai chúng tôi trong hoạt trường tới ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị và khách khách quý thân mến, cây có gốc thì mới chuyển mầm xanh lá, nước có nguồn thì mới biển rộng sông sâu, cỏ cây từ đất mà ra, có tổ tông trước rồi sau có mình. Đến ngày vui ngày phúc trọng đại của hai em trong buổi trưa ngày hôm nay đây, cũng không thể thiếu được những món quà đến từ người bố người mẹ, em chị cô dì chú bác sẽ trao những món quà thân thương nhất để trao tặng cho hai con hai em của mình trong buổi trưa ngày hôm nay đúng không ạ? Và ngay sau đây món quà đầu tiên nhất đó là món quà của một chị gái, chị Oanh đúng không ạ? Chị Oanh đang ở đâu hiện diện lên sân khấu để trao món quà thân thương của mình nhé. Trân trọng kính mời. Và những tất cả song gia đầu bóng gia đình anh chị, cô dì chú bác xin được món quà để dành tặng cho cô dâu của chúng tôi trong hôm trận thế ngày hôm nay. Vâng, và món quà đầu tiên đó là món quà của chị gái đó chị Oanh ạ. Xin từ trong hôm trận thế chúc điểm hạnh phúc cho hai em của mình. Xin được trân trọng kính mời. Và sau món quà của gia đình bác Nghĩa Thỏa đó là món quà của gia đình Bằng Thuận đó các bạn. Vâng ạ, các anh, các chị, các cô dì, chú bác chúng ta hãy dần bước lên ở gần trước sân khấu luôn ạ. Bởi vì là chúng ta, sân khấu của chúng ta rất là dài, rất là lâu. Không gian của chúng ta rất là dài đúng không ạ? Và sau món quà của gia đình Bằng Thuận đó là món quà ý nghĩa to lớn hơn nữa là món quà của gia đình ông Tùng Phóng đúng không ạ? Vâng, chúng tôi xin được trân trọng kính mời gia đình Bằng Thuận, gia đình anh Bằng Thuận, gia đình ông Tùng Phóng. Góp cho về sân khấu ngay qua đây để trao được một quà có nghĩa về vật chất để chúc mừng cho niềm hạnh phúc hai con hai cháu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, rất tuyệt vời đúng không ạ? Hôm nay ngày vui hai họ chúng ta món quà kỳ vật gọi là mừng vui. Vâng, thưa toàn thể quý vị, món quà rất là to lớn và ý nghĩa đến từ các người cô, người dì, cô dì, chú bác đỡ lời cô dâu chú rể. Xin gửi cảm ơn các cô, các bác, các chị, các ông, các bà đã có những món quà thân thương nhất để trao tặng cho hai con. Hai con hứa, hai con sẽ sống với những đạo lý sâu hiền và dịu thảo, sống với những đạo lý ông cha ta sửa đời bảo. Hơn nữa, đỡ lời cô dâu chú rể chúc cho các ông, các bà, các anh, các chị, cô dì, chú bác có thật nhiều sức khỏe, làm ăn tiến tới, luôn là trụ cột cho các con, các em, các cháu sau này.
Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng chân thành cảm ơn sự hiện của gia đình Triệu Anh, gia đình bác Nguyễn Tòa, gia đình bạn ông Bằng Thuận, gia đình ông Tùng Phóng ạ. Và có những món quà để chúc mừng cho niềm hân hoan niềm phúc của cô dâu và chú rể trong hôn trường cấy ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Vâng quý vị, dù anh tặng bạc tặng vàng, nhưng mà cũng bằng toàn thể quý vị chúng ta tặng một tràng hót tay thật to thật lớn để chúc mừng cho đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi đi đâu. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị, các khách khách quý, hồi hôn thân mến, một món quà ý nghĩa hơn nữa, đó là món quà của bố mẹ đẻ cô dâu Bảo Khánh. Xin mời mẹ bước lên phía trước để trao món quà thân thương của mình, để trao tặng cho hai con của mình trước khi đi xây dựng đời sống ấy. Trân trọng kính mời. Và món quà có ý nghĩa về vật chất ngày hôm nay đó chính là sự hiện diện của những bậc song thân phụ mẫu của cô dâu. Cô dâu Ngọc Anh chúng ta, đó sự hiện diện của mẹ cô dâu ạ. Đây có những món quà có ý nghĩa để chào chúc mừng cho niềm hạnh phúc hạnh phúc của hai con hai cháu của mình. Xin chân thành cảm ơn. Lên ngược, cái bé bán bốc rồi bán ngược. Dạ vâng, thưa quý vị, hồi hôm thân mến, hôm nay ngày vui hai họ chúng ta. Món quà kỳ vật gọi là mừng vui. Quà thật quà này mẹ tại nhà tặng từ trước là để khi con cưới làm quà tặng con. Món quà nhỏ từ lọ son. Quà này mẹ tặng là để hai đứa nuôi con sau này. Nhớ sinh thêm một gái một trai nữa, nuôi cậy con lớn thành tài mẹ vui. Trước tiên đã có hai trai rồi và sau này có thêm một trai một gái nữa hai em nhá. Vâng, và xin chân thành cảm ơn những tình cảm của quý vị rất là nhiều đang cùng nhau trở về đây đến để chúc mừng cho niềm hân hoan niềm phúc của chú rể thân thương sánh duyên cùng với dòng màu ánh trong hôn trần cưới ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và ngày trở lại với sân khấu tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay ạ. Để tạo dấu mốc quan trọng trong ngày mừng lễ thành hôn của đôi bạn trẻ ngày nay, chúng ta xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy trở về bên tháp ly tình yêu để chúng ta làm nghi thức phi rượu champagne. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, với bàn tay khéo léo của chú rể Thiên Dương và sức mạnh của chú rể chúng ta, hãy vượt lên nắp chai champagne đầu tiên lên nào, trân trọng kính mời. Vâng, mở khóa nó ra trước xong là chú rể hãy lấy tay bịt nắp chai champagne lại và lắc chai champagne thật mạnh trước đi nào. Lắc chai champagne thật mạnh trước đi ạ. Vâng ạ. Vòng chú để chúng ta hãy lắp thật mạnh đi đâu. Vòng một vật nắp chai phía trước đi đâu. Wow, vâng, rất là tuyệt vời. Vâng, xin mời cô dâu chúng ta hãy cùng tay trong tay chúng ta dắt lên thắp đi tình yêu. Xin được trân trọng, kính mời. Giờ vẫn thân thể hội hôn thân mến, rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình trao đồng thắm duyên về với nhau, cùng nhau bước tới mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Rượu là sự biểu hiện cho sự nồng cháy, là sự khát vọng của con tim. Những dòng rượu đang chảy được ví như nước và phần ngọt, nước thì tưới cho tình yêu được tươi tắn, phần ngọt để tốt điểm cho hương vị cuộc sống mai sau. Vâng, sau khi hoàn tất chai champagne đầu tiên rồi, xin mời chú rể Thiên Dương, bàn tay khéo léo và sức mạnh của chú rể Thiên Dương hãy bật lên nắp chai champagne thứ hai, xin chào kính mời. Chai champagne đầu tiên đã dễ dàng như vậy rồi, chắc chắn là thứ hai càng dễ dàng hơn chú rể Thiên Dương ơi. Vâng ạ, mở khóa ra trước, cái gì nó cũng khóa đúng không thầy quý vị? Cái gì nó cũng phải qua khóa thì mới ra được đúng không ạ? Vâng, ngay sau đây chú rể cứ tiếp tục lắc chai champagne của mình thật mạnh được ạ. Được ạ, vâng, xin mời chú rể Thiên Dương chúng ta bật lên lắc chai champagne thứ hai, chúng ta kính mời. Vâng, tuyệt vời. Vâng, xin mời cô cho chú rể chúng ta hạ giáp rất tốt, rất chi tiết ạ. Để làm cho chúng ta cần mời rượu sang thân. Vâng, kính thưa quý vị, em như thì một chén rượu đây. Anh trên cái miệng thì mà lòng đã say. Và nếu em thì là chén rượu cay, anh sẽ uống cạn để say suốt đời. Và rượu hồng thì kết nghĩa phu thê, cho tình nồng thắm duyên về với nhau, cùng chung bất tử mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Vâng, những tuần này quý vị, những dòng rượu màu hồng đà đôi bên cho trẻ đang rót trên tắp đi tình yêu này, nó được vượt như một dòng sông của màu hồng, một dòng sông của tình yêu, nó được dâng ra vượt cả với những thử thách của cuộc sống đôi bên trẻ, thử thách với cuộc sống về sau này. Một lần nữa xin cầu chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc trăm năm. Dạ vâng, thưa toàn thể hội hôn thân mến,
Cha là núi, mẹ là sông, các con hiếu thảo nhớ ơn sinh thành. Để tỏ lòng thành kính biết ơn đến bậc làm cha làm mẹ, ngay sau đây xin mời hai em mỗi người cầm hai ly rượu mời lên bố mẹ của mình. Mời chú rể cầm hai ly rượu mời lên bố mẹ vợ của mình, và ngược lại cô dâu ngọc ánh cầm hai ly rượu mời lên bố mẹ chồng của mình. Và cũng sẽ là cha là mẹ của hai em từ trong buổi trưa ngày hôm nay, đúng không ạ? Và hai ly còn lại xin mời hai em hãy cầm lấy và trở về chính giữa sân khấu tình yêu của hai em. Trân trọng kính mời. Vâng, xin trân trọng kính mời cô dâu chú rể chúng ta hãy đứng về trước một bước để chúng ta làm nghi thức cúng dường cho bôi. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin mời hai em hãy quay mặt vào nhau, hướng ánh mắt yêu thương vào nhau, quắc tay nhau uống rượu ra bôi, nhấp rượu ra bôi trước sự chứng kiến đông đủ toàn thể quý vị như các bạn của mình, đúng không ạ? Vâng, xin mời chú rể chúng ta hãy bước vào gần cô dâu ngọc ánh một chút đi ạ. Sau này đứng xa cho bôi ạ. Chú rể trên giường chúng ta hơi sợ cô dâu. Vâng ạ, xin mời hai em hãy quắc tay vào nhau và uống rượu ra bôi. Quý vị ơi, quý vị hãy hướng ánh mắt mình về phía sân khấu tình yêu này nào. Vâng, xin mời em ạ. Khi nào thành viên hô 1, 2, 3 thì mới được uống nhá. Nào, 1, 2, 3. Quý vị ơi, một tràng tay thật lớn để chúc mừng. Vâng, xin chúc mừng hai em. Kể từ ngày hôm nay, hai em đã chính thức nên vợ thành chồng, ngày càng thắm thiết, sẵn chết xuyên xuyên với nhau, thừa gối quý đầu, đèn khuya chiếc bóng, trăng tròn sánh vai. Chúc hai em, cho dù núi có mòn, sông có cạn, tình yêu của hai em không bao giờ thay đổi. Chú rể Thiên Dương, cô dâu Ngọc Ánh nhá. Vâng, hôm nay lúc này chúng tôi xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của bên gia đình họ, gia đình nhà trai, các họ, gia đình nhà gái. Chúng ta bước tới để cùng đi với nhau, để chúc mừng cho niềm hạnh phúc của hai con, hai cháu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay thì sum họp chúc mày tình chắc một khắc, tình nghĩa dài trăm năm. Và chữ chung thì để phần cha, chữ phần mẹ, đôi ta chữ tình. Và một lần nữa xin cầu chúc cho mối tình thông gia giữa hai gia đình chúng ta sẽ ngày càng keo sơn thắt chặt hơn. Từ đây chúng ta sẽ có thêm những người con mới, một chàng dây thảo và một nàng sầu hiền. Vâng, quý vị, để chung chia niềm vui với niềm vui niềm hạnh phúc gia đình, đại gia đình chúng tôi trên sân khấu. Và xin đây thành viên của Đình Dương xin mời toàn thể quý vị chúng ta rót một ly rượu của mình thật đầy thật đầy. Và chúng ta cùng rô 1, 2, 3 rô. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi trẻ. Và Đình Dương và thành viên sẽ làm cầu nối cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3 rô. 1, 2, 3 rô, 1, 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc được không quý vị? Vâng, thứ chúng ta đứng đi cho Đình Dương. Xin mời quý vị 5 giây. Thứ thời quý vị chúng hãy cùng nhau đứng dậy được không nào quý vị? Hãy cầm một chén trên tay, trên chậu hồng của mình trên tay ạ. Để uống để chúc tâm niềm hân hoan niềm hạnh phúc của cô dâu chúng ta luôn được trăm năm hạnh phúc trăm năm được không nào? Vâng, thưa quý vị, chúng ta xin là thưa quý vị, chúng ta 5 giây ạ. Chúng ta cùng nhau đứng dậy cầm một chén rượu mừng trên tay của mình nào quý vị. Về nhà quay camera nhà nhấp ảnh chúng ta đưa lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong bảy mừng lễ thành hôn của đôi bạn trẻ trong hôn trần cưới ngày nay được không nào? Còn về bên ông ấy, bên này họ chỉ kín lẩu tướn cơn nơ, họ bóp cần tướn cơn nơ. Ai thảo ép kẻ cả càng phải tướn cơn, ba bữa tướn cơn là chủ có ngóc pha là chóng lẩu được nơ. Chủ có ngóc lẽ là dệt biển nơ. Bị đâu ơi, tháng nào tháng làng cũng phải tướn cơn mết, bên đi nè, cái lắc cái sầu lù tàu làng. Thầy muốn mất mết cửa đi đó, tao là áo chờ có phía đông nữ. Quý vị ơi! Tôi vui vẻ lắm. Quý vị ơi! 1, 2, 3, rô! 2, 3, rô! 2, 3, chúc mừng hạnh phúc, xin mời! Xin mời hai bên gia đình và cô dâu chú rể chúng ta uống cạn ly rượu hạnh phúc ngọt ngào của mình ạ. Trân trọng kính mời. Ngay sau đây, Thanh Viên và Đình Dương xin trao trả cô dâu chú rể hai bên gia đình xuống từ bàn tiệc mâm để cảm ơn, để lắng nghe những lời chúc phúc đến từ phía họ hàng cô bác của chúng ta đã. Trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời một bàn chúng ta có những món quà của mình đã. Vâng, những món quà với hội anh em thân tiểu. Vâng, xin mời món quà thân thương ý nghĩa nhất đến từ hội anh em thân tiểu. Vâng, xin mời trưởng đoàn và phó đoàn chúng ta hãy bước lên sân khấu để trao món quà thân thương. Xin mời. Vâng ạ, xin mời trưởng đoàn và phó đoàn chúng ta đã. Vâng ạ, nói là trưởng đoàn phó đoàn này bọn em cơm tiểu xin mà rụt rè thế. Nhanh chân lên nào, mạnh dạn lên nào. Vâng, rất tuyệt vời. Quý vị, một tràng hát tay thật lớn để chào đón món quà to lớn của hội anh em Cân Tử. Quý vị, một món quà thật là tuyệt vời nhất trong một trường hình. Quý vị, với chương anh em của chúng ta, anh em hội Cân Tử, hội anh em Cân Tử để chúc mừng cho niềm hạnh phúc của chú rể Thiên Dương và cô dâu Ngọc Ánh trong hôn trần thấy ngày nay. Vâng, quý vị, đã gọi là hội anh em Cân Tử thì phải hậu anh em Cân Tử chúng ta sẽ phải có những ly rượu nghĩa rượu từng để chúc mừng cho cô dâu chú rể chúng ta. Mỗi người một ly rượu đúng không ạ? Mỗi người một cái hoa ly luôn ạ.
Nhưng mà nếu mà Thanh Viên thì nếu đã gọi là anh em cơn tiểu rồi thì Thanh Viên sẽ mang tuổi chóng lên luôn. Vâng, lớn lời chào mừng đồng chú gì. Xin chân thành cảm ơn những món quà thân thương, ý nghĩa nhất, sâu sắc nhất để trao tặng cho hai bạn của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc của anh em Tuân Tiểu luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn đến siêu khỏe, hát cơ tuổi khỏe, khỏe cơ tuổi quá lâu anh em Tuân Tiểu đó. Trao quà của anh em Tân Tiểu đã khép lại chương trình là lễ ra mắt của đội trẻ chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời cô giáo chú rể chúng ta xuống từ bàn thềm mông để cảm ơn để lắng nghe những lời chúc phúc đến từ phía họ hàng cô bác cũng như các bạn của mình. Xin chào, kính mời.